Đã nhiều năm nay, người dân tại thôn Hỷ Duyệt ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phải sống trong ô nhiễm khi trên địa bàn có một xưởng tái chế nhựa và bao bì ngang nhiên sản xuất cả ngày lẫn đêm. Điều đáng nói là do buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng địa phương mà ngay cả khi có quyết định dừng hoạt động thì cơ sở sản xuất này vẫn ngang nhiên sản xuất, gây bức xúc cho người dân. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên VTC14. Những bao tải chất cao như núi. Nước thải được đổ thẳng ra sông. Mỗi khi có đoàn kiểm tra xuất hiện thì chủ xưởng ngay lập tức ngừng hoạt động và cam kết sẽ dọn sạch rác thải. Cũng có lời nói lẽ với lại bà con nhân dân là tôi cũng tạo điều kiện giúp đỡ gia đình để gia đình khắc phục dần dần. Một là về cái tiếng ồn, tiếng máy, hai nữa là mùi khói, ba nữa là những cái đồ này thì cũng thông cảm cho thời gian để gia đình vận chuyển đi. Cam kết thì cứ cam kết. Ngay sau khi đoàn kiểm tra rời đi, thì trong xưởng, những công nhân lại tiếp tục làm việc, chuẩn bị cho những mẻ đốt lò mới. Cách xưởng sản xuất chưa đầy 100 mét. Bà Duyên, mặc dù đã 60 tuổi, thế nhưng vẫn phải bắc ghế để bịt kín những lỗ thông gió trong nhà. Theo bà, thì đây là cách tốt nhất để mùi khét từ xưởng sản xuất không bay được vào nhà. Khi đêm xuống, xưởng này bắt đầu nấu nhựa. Nhất toàn bộ lỗ thông gió, toàn bộ lỗ thông gió. Thế và em dâu tôi phải ngừng ngủ trong nhà tự hoại. Em dâu cho tôi và cháu tôi là đấy là gần nhất, gần nhà máy nhất phải ngủ tự hoại và nhét tất cả thông gió vào. Mùa nóng rất là nóng nực, rất là khổ sở. Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, mà xưởng này còn ngang nhiên lấn đất của khu nghĩa trang trong làng để đổ phế thải. Việc tái chế cũng diễn ra ngay tại đây. Xã không giải quyết xã ỉ lại, coi như là chỉ đến mức độ thế. Thế còn lại đi lên trên như thế nào thì thế nào. Điều đáng nói là sự việc diễn ra nhiều năm và người dân ở đây cũng nhiều lần làm đơn kiện, nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động. Báo cáo với các anh chị là có lén nút thì mỗi lần lén nút mà được dân báo về chúng tôi giao cho bên công an là có trách nhiệm đến đình chỉ ngay. Về cái thời gian là đúng 30 tháng 6 là anh phải di chuyển toàn bộ. Được biết hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giang đã có quyết định buộc cơ sở này phải dừng sản xuất và chuyển đi nơi khác. Thế nhưng những đống rác thải cao như núi này thì vẫn chưa biết bao giờ mới được chuyển đi khi xưởng này vẫn ngang nhiên hoạt động. Và câu hỏi mà người dân nơi đây đặt ra là chính quyền địa phương vì sao vẫn để cho sự việc này tồn tại cho đến tận ngày hôm nay.